Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hiện tại trên bàn làm việc của mình đó chính là Redmi Note 8 Pro và Xiaomi Mi 8. Và hai chiếc điện thoại này thì chắc chắn sẽ là hai cái gương mặt đại diện cho hai phiên bản MIUI mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó chính là MIUI 11 và MIUI 10. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái điểm thay đổi trên phiên bản MIUI 11 để xem là chúng ta sẽ có cái nhìn nó như thế nào về phiên bản này nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ săn soi từng thứ một từ ngoài vào trong. Giao diện cái ngoài màn hình khóa ấy, thì các bạn có thể thấy rằng nó khá là giống nhau. Chúng ta sẽ có một bên là gọi trợ lý ảo, một bên thì để mở camera. Tuy nhiên thì cái cách thức mở nó lại khác nhau. Bên MIUI 10 ấy, thì chúng ta sẽ vuốt sang bên tay trái nhỉ. Còn MIUI 11 thì chúng ta sẽ cầm cái item này, mở này ra. Các bạn thấy chưa? Chuyển động chậm này, mở này ra. Đó, đây là cái thứ thay đổi đầu tiên ở ngoài màn hình home. Tiếp theo đó chính là giao diện màn hình khóa. Khi mà chúng ta mở ấy thì này, mình sẽ mở cho các bạn xem này. Đó, nó sẽ hiệu ứng trên MIUI 11 nó sẽ khác, nó nở ra, nhìn khá là hấp dẫn. Tiếp theo nào, chúng ta sẽ thấy rằng cái giao diện icon này nó đã khác biệt rồi các bạn, đúng không? À, bây giờ thì MIUI 11 nó sẽ chuyển sang giao diện kiểu hình tròn này. Ngay cả cuộc gọi này, tin nhắn này, truy cập internet này, camera này, setting đều thay đổi lại. Và cái phông chữ các bạn có thể nhìn thấy thì nó cũng đã có sự thay đổi nhé. Nhìn phông chữ MIUI 11 này, nó có phần đậm hơn và nó có phần tròn trịa hơn so với cái phiên bản MIUI 10. Ngoài ra thì trong phần cài đặt ấy thì chúng ta có thể điều chỉnh được độ đậm nhạt của cái phông chữ này bằng cách các bạn vào phần cài đặt này, các bạn chọn phần display này, các bạn kéo xuống cho mình là text size and font width. Đấy, các bạn có thể điều chỉnh phông chữ to nhỏ này và độ đậm nhạt ở đây. Đấy, nếu mà để kéo về mức nhỏ nhất thì nó sẽ bằng với cái phông chữ trên MIUI 10. Tiếp theo ấy thì chúng ta sẽ có thêm phần cài đặt, đó chính là bật tắt được cái phần tai thỏ. Đấy, bật tắt phần tai thỏ đây. Phone 2 thì nó sẽ full này. Cắt gọt phần dưới này. Ui ồ, thôi nói chung mình thà mình để đôn 2 này để thêm cái thông tin này cũng được. Hoặc là mình sẽ để như thế này cũng được. Thì nhìn nó có phần ở đấy nó hơi thô một chút. Này thôi mình cứ để mặc định này đi. Thì nó tạm ổn. Chúng ta sẽ có thêm một phần là ambient display. Ở trên MIUI 10 thì không hề có. Và đây chính là cái tính năng mà chúng ta có thể bật tắt. Đó chính là cái tính năng mà sử dụng màn hình Orion Display ấy các bạn ạ. Đấy. Thì trên MIUI 11 này, thì nó sẽ đọc là Ambient Display. Và chúng ta có thể điều chỉnh được cái style hiển thị ở ngoài màn hình Display ấy. Đó. Ví dụ như này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có âm thanh thông báo mới bằng cách các bạn vào phần Sound này. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giao diện thứ nhất nó đã thay đổi này. Sound về cuộc gọi này, rồi thì báo thức này, thông báo này, hay là cái sự kiện thì nó đều được tổng hợp vào đây. Chúng ta sẽ có thể điều chỉnh nhạc chuông với nhiều thể loại nhạc hơn. Ringtone ngày xưa này, cái thể loại nhạc thì nó sắp xếp nó khá là bừa bộn. Bây giờ thì nó sẽ sắp xếp theo kiểu này, chúng ta có thể lựa chọn. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái phần âm thanh thông báo cũng sẽ được làm nó rất là màu mè đấy. Chúng ta có thể lựa chọn rất là nhiều. Các bạn có thể điều chỉnh theo cái sở thích cá nhân của mình rất là nhiều nữa. Tiếp theo nữa thì trên phiên bản MIUI 11 thì chúng ta sẽ có tính năng đó chính là siêu tiết kiệm pin. Đấy, chúng ta sẽ vào phần pin này. Các bạn sẽ có phần battery save. Và ngoài ra chúng ta sẽ có phần ultra battery save. Đấy, khi mà các bạn bật cái tính năng này lên ấy, thì chúng ta sẽ chuyển về giao diện là dark mode. Đấy, và tất cả những hiệu ứng chuyển cảnh này hay là những cái ứng dụng chạy nền nó sẽ được tắt giảm bớt đi, khiến cho chiếc điện thoại của chúng ta sẽ có thời gian on screen nó tốt hơn. Đấy, trên MIUI 11 thì chưa hề có tính năng đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy rằng MIUI 11 thì chúng ta sẽ có một cái phần widget để có thể tìm kiếm ở đây. Chúng ta cũng có thể tắt đi bằng cách nhấn giữ vào, ấn vào phần setting. Các bạn tắt này đi. Thì chúng ta sẽ dành lại cái không gian để
những cái icon khác thì mình, tại vì là cái trình tìm kiếm này nó cũng không thực sự thuận tiện cho lắm. Và đó là những cái điểm cải tiến mà mình trải nghiệm mà mình đã cảm thấy rằng nó khá là hữu ích. Tuy nhiên thì mình cũng nhận ra rằng MIUI 11 này ở hiện tại nó vẫn xuất hiện còn khá là nhiều lỗi. Thứ nhất là về phần camera, khi mà mình khởi động lên ấy, thì mình thấy rằng cái tốc độ lấy nét của nó chậm và cái màu sắc của nó không thực sự là chính xác. Như là những cái bức ảnh mình đã chụp ấy thì cho ra cái chất lượng ảnh nó nhợt nhạt mà nó không thực sự là ngon như là MIUI 10. Và ngoài ra ấy, thì mình cũng thấy rằng cái dung lượng pin của máy nó bị giảm khá là nhanh. Đổi lại ấy, thì chúng ta sẽ có cái độ mượt nó được cải thiện hơn đáng kể các bạn ạ. Mình bấm vào phát là vào ngay. Thì mình cũng hoàn toàn chấp nhận được, tại vì đây là phiên bản beta mà. Chúng ta vẫn phải đôi lúc gặp cái tình trạng lỗi, hay là thậm chí là mình đang dùng ứng dụng ấy, nó lại văng ra ngoài. Đó. Tổng hợp lại thì mình đã chia sẻ với các bạn về những cái điểm cải tiến, những điểm thay đổi giữa MIUI 10 và MIUI 11. Thì mình thấy rằng đây thực sự là một phiên bản mà Xiaomi mang đến cho người dùng ta rất nhiều thay đổi về phần giao diện, tính năng và hiệu năng. Tuy nhiên thì do ở hiện tại nó vẫn là phiên bản beta nên là chúng ta vẫn phải gặp phải khá là nhiều lỗi. Bên cạnh đó thì MIUI 11 ở hiện tại vẫn chưa hỗ trợ tiếng Việt, nên là lời khuyên của mình đó chính là các bạn chưa nên cập nhật vội, cứ đợi phiên bản chính thức có phiên bản tiếng Việt thì chúng ta cập nhật lên. Vậy thì các bạn đã cập nhật lên phiên bản MIUI 11 hay chưa, thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.